Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này: Giao ban công tác chỉ đạo rà soát hộ nghèo, lễ mở thầu gói thầu số 2 xây dựng hạng mục công trình đường giao thông hố chôn lấp rác thải san nền thuộc dự án xây dựng bãi chứa chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận. Nét mới trong sản xuất vụ đông năm 2014. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo đã bộc lộ nhiều hạn chế khiến người nghèo ỷ lại, không muốn thoát nghèo. Chính vì mong muốn thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, nhất là bình xét, rà soát hộ nghèo một cách khách quan, đúng đối tượng, mới đây Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo của huyện đã giao ban thảo luận các giải pháp chỉ đạo cơ sở thực hiện công bằng trong việc bình xét hộ nghèo giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo cơ sở điều tra hộ nghèo. Chọn điều tra viên gồm những người có kinh nghiệm, nhiệt tình và tổ chức tập huấn kỹ thuật phương pháp điều tra, phương pháp điều tra nhanh và chính xác, cách thức tiếp cận các đối tượng là những hộ thoát nghèo và hộ nghèo. Cách thức phỏng vấn, đánh giá đúng mức thu nhập nhà cửa con cái học hành đến việc khám sức khỏe. Vì hiện nay, việc thực hiện bình xét hộ nghèo tại một số địa phương đã nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực, như thay phiên nhau nhận hộ nghèo, chạy theo thành tích giảm tỷ lệ nghèo, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Việc bình xét hộ nghèo không còn mang tính tích cực nữa. Chính vì vậy, việc bình xét hộ nghèo cận nghèo phải được điều tra theo thu nhập hộ gia đình, đánh giá xem xét một cách nghiêm túc để đảm bảo tính khách quan, tạo sự công bằng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho các hộ nghèo, hộ thoát nghèo hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp hộ cận nghèo thoát nghèo để họ ý thức vươn lên thoát nghèo, bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại thì mới tạo sự thoát nghèo một cách bền vững. Đó chính là ý kiến chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 2 xây dựng hạng mục công trình đường giao thông hố chôn lấp rác thải san nền thuộc dự án xây dựng bãi chứa chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Ban dự án khai mạc buổi lễ. Dự tại buổi lễ còn có đồng chí Phạm Hùng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí đại diện các phòng ban chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các nhà thầu, lãnh đạo xã Minh Tiến. Dự án đầu tư xây dựng bãi chứa chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 36 tỷ 722 triệu đồng chẵn. Chủ đầu tư công trình Ủy ban Nhân dân huyện, quy mô đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải với tổng diện tích là 49.380 m², gồm các hạng mục công trình đường giao thông vào bãi rác, ô hố lấp rác, hồ yếm khí, hồ tùy nghi, hồ hiếu khí, hồ sinh học, nhà nghỉ nhân viên trạm cân, nhà điều hành trạm cân, kho dụng cụ và các công trình phụ trợ khác. Công trình đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường do rác thải gây ra, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Tại buổi mở thầu gói thầu số 2 xây dựng hạng mục công trình đường giao thông hố chôn lấp rác thải san nền thuộc dự án xây dựng bãi chứa chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận, có 3 nhà thầu tham gia công khai đấu thầu. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông 2, công ty cổ phần Đông Bắc. Gói thầu số 2 có tổng mức đầu tư là 14 tỷ 919 triệu 900 nghìn đồng. Thời gian thi công là 15 tháng. Với tinh thần công khai minh bạch, công ty tư vấn đấu thầu đã mở các hồ sơ đấu thầu của các công ty tham gia đấu thầu. Kết luận buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Ban dự án đã giao nhiệm vụ cho công ty tư vấn chấm thầu để chọn ra nhà thầu có năng lực tốt nhất thi công gói thầu số 2 xây dựng hạng mục công trình đường giao thông hố chôn lấp rác thải san nền thuộc dự án xây dựng bãi chứa chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Ngọc Lặc và các vùng phụ cận.
Thưa quý vị và các bạn, được tin bé Quách Văn Tự đuối nước ngày 19 tháng 10, đồng chí Phạm Hùng Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện cho huyện đã đến động viên chia buồn gia đình. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, Phòng Giáo dục huyện, Hội Chữ Thập Đỏ và lãnh đạo xã Nguyệt Ấn. Cháu Quách Văn Tự năm nay 3 tuổi, con ông Quách Văn Thứ, con bà Quách Thị Tuyển, hiện nay sinh sống tại thôn Đồng Cạn, xã Nguyệt Ấn. Do gia đình sơ sẩy để cháu đi chơi một mình, đã sẩy chân rơi xuống giếng và mất hôm Chủ nhật vừa qua. Đến động viên gia đình, đoàn công tác của huyện và xã Nguyệt Ấn đã động viên chia buồn và hỗ trợ gia đình với số tiền là 3.600.000 đồng. Tai nạn đuối nước của bé trai ở Nguyệt Ấn là do sự sơ suất của gia đình dẫn đến cái chết thương tâm của bé. Theo đó, các gia đình cần cẩn thận với con trẻ, tránh để những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện kế hoạch về triển khai công tác sản xuất vụ đông, trong những ngày qua, các xã thị trấn trong toàn huyện đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất vụ đông đạt kết quả cao. Vụ đông năm nay, theo kế hoạch, toàn huyện gieo trồng là 1.500 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô đông là 650 ha, cây đậu tương là 50 ha, trồng khoai lang là 250 ha và còn lại là rau màu khác. Nét mới trong sản xuất vụ đông năm nay của huyện Ngọc Lặc chính là năm đầu tiên thực hiện chỉ thị 36 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng mùa vụ giai đoạn từ nay đến 2020. Tại các xã trong toàn huyện đã xây dựng được đề án chung cho toàn xã và từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch sản xuất trong từng vụ, đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông. Ngoài ra, nhằm khuyến khích động viên nhân dân sản xuất vụ đông, tập trung vào sản xuất 3 vụ trên đất lúa, huyện đã có cơ chế hỗ trợ các xã trồng 3 vụ trên 1 năm trên đất lúa và tập trung từ 5 ha trở lên là 500.000 đồng trên 1 ha. Riêng xã Cao Thịnh, ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện bằng nguồn ngân sách của xã, hỗ trợ cho sản xuất vụ đông trong toàn xã là 40.000 đồng trên 1 sào. Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã trồng được là 410 ha ngô, trong đó có 83 ha ngô trên đất ruộng, trên 200 ha rau màu các loại, 8,3 ha đậu tương. Các xã như Ngọc Liên, Cao Thịnh và Phùng Minh đã đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch sản xuất vụ đông và là những xã trồng được nhiều nhất cho đến thời điểm hiện nay. Đến với thôn Minh Xuân, xã Ngọc Trung hôm nay, khi hỏi về xây dựng nông thôn mới, nhiều người trong thôn có thể trả lời ngay được xây dựng nông thôn mới là nền tảng hạnh phúc cho con cháu mai sau. Cũng chính vì thế mà những tháng đầu năm nay, người dân đóng góp tiền của làm 3 công trình, đường, kênh mương và di rời chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Minh Xuân là thôn dẫn đầu xã về các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, diện mạo nông thôn mới đang đổi thay từng ngày. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài. Để có nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất, Minh Xuân đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa cây đa con, đưa sản xuất lên 3 vụ trong năm. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa được quan tâm, nhà văn hóa được chỉnh trang. Hàng năm, thôn luôn có hơn 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% hộ dùng nước đảm bảo vệ sinh, tuyến đường ngõ xóm đang dần được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện chỉ thị 29 của Ban Thường vụ huyện ủy về cải tạo vườn tạp và vệ sinh môi trường, thôn đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp, di rời chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà sàn và nhà vệ sinh tự hoại. Đến nay đã có 18 trên 27 hộ thuộc diện di rời và các hộ còn lại tiếp tục di chuyển trong thời gian tới. Theo báo cáo của thôn, đến thời điểm hiện nay, thôn Minh Xuân đạt 12 trên 14 tiêu chí xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Cũng chính vì thế mà góp phần cùng toàn xã đạt 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2014 này, nâng các tiêu chí của xã đạt lên 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là mô hình gốc của gia đình anh Bùi Văn Quang, thôn Quang Hòa, xã Quang Trung, với 3 ha gốc trồng trên đất đồi dự kiến niên vụ gốc năm 2014. Gia đình thu hoạch khoảng 30 tấn, thu về hơn 150 triệu đồng.
Gia đình anh Bùi Văn Quang là một trong những gia đình sản xuất giỏi của xã Quang Trung, luôn đi đầu trong việc tìm tòi đưa giống cây con mới vào sản xuất chăn nuôi. Được bạn bè giới thiệu gấc là một trong những loại quả đang được thị trường nước ngoài tiêu thụ. Hiện nay gấc được sử dụng trong công nghiệp, dược phẩm. Hơn nữa cây gấc dễ trồng, 9 tháng đã cho thu hoạch và gấc cho thu hoạch nhiều năm, năm sau thu hoạch nhiều hơn năm trước. Vì thế cây gấc có khả năng trở thành cây xóa đói giảm nghèo của bà con. Không những trồng gấc, anh Quang còn liên hệ với công ty dược phẩm cung ứng. Theo đó bà con nhân dân có sản phẩm gấc chín sẽ được gia đình anh Quang thu mua. Đây là những hình ảnh của nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh. Theo lãnh đạo nhà máy cho biết, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2014, nhà máy đã bước vào sản xuất theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các trang thiết bị máy móc và kỹ thuật vận hành tương đối tốt, công tác sản xuất bước đầu của nhà máy khá thuận lợi. Tuy nhiên, do kế hoạch sản xuất của nhà máy và niên vụ sắn khi trồng thử nghiệm chưa phù hợp dẫn đến nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bị thiếu, số diện tích sắn trồng phục vụ cho nhà máy chưa đến ngày thu hoạch. Vì vậy dẫn đến chất lượng bột chưa cao. Theo đó nhà máy cũng mong muốn khách hàng nhập nguyên liệu đầu vào phải đảm bảo đạt yêu cầu với tinh thần hợp tác cả đôi bên cùng có lợi và giữ chữ tín trong hợp tác và quan hệ với nhà máy tốt. Hiện nay do mới bước vào sản xuất nên số lượng cán bộ công nhân nhà máy đang ở mức hơn 100 người. Phương hướng của công ty trong thời gian tới là tiếp tục khắc phục khó khăn hạn chế vướng mắc ban đầu, tập trung cho nhà máy sản xuất phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.